mất xe trước cửa nhà. Xe đâu rồi? Cuộc gọi ra giá chuộc xe. Dạ chị ơi, chiếc xe của chị tìm được rồi nha chị. Nó mang lại chỗ cái tiệm xe cũ của ông anh em nè. Dạ. Nó bán mới ngày hôm qua. Mà bây giờ ông anh em báo giá là 9 triệu nha chị. Lo lắng liệu có thành sự thật. Anh nghĩ á, rất có thể thằng ăn trộm là người liên lạc với em hoặc đồng bọn của nó. Để mình đem mình chuộc xe á, là mình đem tiền theo 9 triệu theo. Lúc đó nó phục kích mình. Rồi hả, nó cướp tiền của mình, cướp xe mình nữa. Mình mất cả chị lẫn chạy luôn. Chuyện cảnh giác 16:40 Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.